Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Sử phạt nồng độ cồn trên mức 0% làm khó người dân. Ngày 31 tháng 1, AFA tiếng Việt có bài tăng cường xử phạt nồng độ cồn tác động không nhỏ đến lợi nhuận của các công ty bia rượu năm 2023. AFA cho biết lực lượng cảnh sát giao thông trong năm qua tăng cường xử phạt triệt để các tài xế có nồng độ cồn trong máu khi lái xe Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của các hãng kinh doanh bia rượu hay các quán nhậu bên cạnh sự thắt chặt chi tiêu của người dân. AFA dẫn lời một người lao động tự do ở Sài Gòn cho rằng uống một, hai ly bia không ảnh hưởng đến khả năng lái xe, nhất là trong nội đô với tốc độ thấp. Tôi nghĩ phải có cái biện pháp gì đó để kiểm tra sự tỉnh táo của người lái xe. Ví dụ như sau khi bắt thổi vào máy đo nồng độ cồn, nếu thấy cao thì cho đi 10 bước theo đường thẳng hoặc đường zig dép mà không bị té hoặc cho cầm tay lái chạy một vòng mà vẫn thấy bình thường thì không nên phạt vì họ đủ khả năng điều khiển xe. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn thông tin từ báo cáo tài chính năm 2023 của một số công ty sản xuất rượu bia cho thấy tất cả các công ty này đều bị giảm sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận cũng giảm. Theo quan sát của người đàn ông kể trên, các quán nhậu ở khu vực Bào Cát, quận Tân Bình và hai bên bờ kè đường Trường Sa, Hoàng Sa kéo dài từ quận Bình Thạnh đến quận Nhất. Trước kia tấp nập khách hàng, bất kể giờ giấc, nhưng gần đây rất vắng khách và nhiều chủ quán đã phải đóng cửa sang mặt bằng. Vì cảnh sát giao thông đóng chốt gần các quán nhậu này để kiểm tra nồng độ cồn của thực khách sau khi rời quán nhậu là nguyên nhân chính gây ra cảnh điều hiu của các nhà hàng, ông khẳng định. Theo AFA, Quốc hội Việt Nam trong tháng 11 năm 2023 đã ban thảo về dự án luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Điều 8 của dự luật này nghiêm cấm việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Và đây là hình một quán nhậu vắng vẻ. AFA dẫn lời ông Nguyễn Quang Vinh, một sĩ quan quân đội đã về hưu ở Hà Nội cho rằng, quá đáng, ở quy định nồng độ cồn của người lái xe phải bằng không. Thậm chí tôi từng biết có cậu tài xế sáng ra không rượu bia gì, chỉ vì ăn bắt bún riêu có giấm, bỗng bị kiểm tra nồng độ cồn cũng dính, thế là bị phạt và giữ bằng lái. Như vậy là làm khó người dân khi tham gia giao thông rồi. Phải nói Nghị định 100 là rất mất dạy và không phù hợp. AFA dẫn lời kỹ sư Hoàng Cường, thành viên No UFC, sinh sống ở Hà Nội, cũng phản đối một cách gây gắt. Tôi ủng hộ việc hạn chế uống rượu bia khi lái xe, nhưng tôi phản đối kịch liệt vì chỉ cần một hàm lượng nhỏ cồn trong máu như vậy, thậm chí chỉ cần có thôi, tức là hàm lượng trên không là đã bị xử phạt với một mức phạt tàn bạo. Và đây là hình một chốt kiểm tra nồng độ cồn. Bất kỳ điều luật nào của hiến pháp của một quốc gia được viết lên cũng hướng tới một xã hội tươi đẹp và văn minh, chứ không kể đến nghị định dưới luật pháp nhiều bậc. Bất kỳ điều luật nào viết lên mà không có nghiên cứu xã hội học bị người dân phản đối đều là vi hiến. Mọi con người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình mọi lúc, mọi nơi. Ông Nguyễn Quang Vinh thì cho rằng Việt Nam nên học các nước văn minh trong việc xử phạt người có nồng độ cồn trong máu. Các quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ áp dụng vùng xanh với mức phạt từ 0,05%, tức 50mg trên 100ml máu, trong khi một số quốc gia khác quy định mức giới hạn cao hơn 0,08%, tương đương 80mg trên 100ml máu. AFA cho biết thêm, Heineken, nhà sản xuất bia lớn nhất Việt Nam, đã hạ dự báo doanh thu năm 2023. Chúng tôi gặp phải sự sụt giảm khá mạnh tại thị trường trọng điểm ở Việt Nam, giám đốc điều hành Rob Van Den Brink cho truyền thông quốc tế biết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin xử phạt nồng độ cồn trên mức 0% làm khó người dân. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Xuất khẩu vũ khí Mỹ cao kỷ lục liên quan cuộc chiến Ukraine Một bản tin trên VOA ngày 30 tháng 1 cho hay xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong tài khoá năm 2023, VOA dẫn nguồn tin từ bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ngày thứ hai, 29 tháng Giêng rằng doanh số bán thiết bị quân sự của Hoa Kỳ cho các chính phủ nước ngoài trong năm 2023 đã tăng 16% lên mức kỷ lục 238 tỷ đô la vì các nước mua bù cho số vũ khí khí tài đã chuyển đến Ukraine và chuẩn bị cho khả năng xảy ra các cuộc xung đột lớn. VOA cho biết. Các con số đó cũng cố kỳ vọng là những công ty như Lockheed Martin, General Dynamics và Northrop Grumman sẽ tiếp tục đạt doanh số bán hàng cao hơn nữa và cổ phiếu của các hãng này được dự báo sẽ lên giá trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng. Và đây là hình bản tin trên VOA. Bộ ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố rằng việc bán và chuyển giao vũ khí được coi là các công cụ chính sách đối ngoại quan trọng của Mỹ với những tác động lâu dài, tiềm tàng đối với an ninh khu vực và toàn cầu. Theo VOA, các đợt bán vũ khí được phê duyệt trong năm, bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS trị giá 10 tỷ đô la cho Ba Lan, tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C80, viết tắt MRAM, trị giá 2,9 tỷ đô la cho Đức và các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAM cho Ukraine. Trong đó, Lockheed sản xuất HIMARS, còn RTX, trước đây tên là Radeon, chế tạo AMRAM. RTX và Convert của Na Uy sản xuất NASAM. VOA cũng dẫn tin từ Lockheed Martin và General Dynamics dự báo rằng các đơn hàng hiện nay đặt mua hàng trăm ngàn quả đạn pháo, hàng trăm tên lửa đánh chặn Patriot và lượng đơn đặt mua xe bọc thép có thể tăng mạnh sẽ củng cố kết quả kinh doanh của họ trong những quý tới. Và đây là hình binh sĩ Ukraine dỡ lô vũ khí được Mỹ chuyển tới sân bay ở ngoại ô thủ đô Kiev. VOA cũng cho biết có hai cách chính để chính phủ nước ngoài mua vũ khí từ các công ty Hoa Kỳ, mua bán thương mại trực tiếp để đàm phán với một công ty, hoặc mua bán hàng quân sự nước ngoài, trong đó một chính phủ thường liên lạc với quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô nước đó. Cả hai quy trình này đều phải có sự chấp thuận của chính phủ Hoa Kỳ. Vẫn theo VOA, doanh số bán hàng quân sự trực tiếp của các công ty Hoa Kỳ đã tăng lên hơn 157 tỷ đô la trong năm tài chính năm 2023, từ mức 153 tỷ đô la trong năm tài chính 2022. Trong khi doanh số bán hàng được dạng xếp thông qua chính phủ Hoa Kỳ đã tăng lên 80,9 tỷ đô la vào năm 2023, từ mức 51,9 tỷ đô la của năm trước. Như vậy, việc dân số bán vũ khí của Mỹ tăng vọt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Trong đó, Mỹ và các nước phương Tây đã bày tỏ tình đoàn kết ủng hộ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại lực lượng xâm lược Nga. Và đây là hình lính Ukraine học sử dụng tên lửa vắt vai do Mỹ cung cấp trong diễn tập ở căn cứ gần Yavorov. Được biết, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đến cuối năm 2023, chính quyền tổng thống Mỹ Biden đã cung cấp viện trợ hơn 75 tỷ đô la dưới dạng tài chính hoặc trang thiết bị cho Ukraine. Những loại vũ khí Mỹ đã được đã được xuất sang Ukraine gồm có tên lửa phòng không vắt vai Stinger, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot, tên lửa tầm xa, xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams. Đồng thời, tòa Bạch ốc cũng đã cho phép các đồng minh phương Tây gửi cho Ukraine các máy bay chiến đấu F16 do Mỹ sản xuất. Theo viện kinh tế thế giới Kiel, tính đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 44 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, nhiều hơn cả mức đóng góp của 4 nước là Đức, Anh, Na Uy và Đan Mạch cộng lại. Ngoài ra, Mỹ còn cung cấp các khoản viện trợ về kinh tế, y tế và một số lĩnh vực khác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Xuất khẩu vũ khí Mỹ cao kỷ lục liên quan cuộc chiến Ukraine. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.